A way to home, you have to begin from somewhere, a reminder was written on my work desk. So that's why I agreed to meet Rinaldi, a journalism student and a never-met friend. We only knew that we just existed, through social media, before all that happened. She wants to make a documentary on people affected by recent Delhi riots. It was a day in a month of October, a festive season in India. Everyone's calendars were filled with red marks but mine with appointment, the whole society was filled with scents of different cuisines and every house was decorated with marigold flowers but mine was barren with only the photos of my home clinging on one of the blank white wall. I got ready wearing a white plain kurta and a denim jean with bare wrist as well as the ears. Sipping the juice I looked on the pictures. Those smiles striked my heart. I got into a dilemma, whether I am ready for this or not, whether I had taken a drastic step, or I just stepped forward, a knock on the door pulled me out of my trance. I approached the door with minor steps, as expected this was Rinaldi and her friend Krishna. She told me that her friend will be there as her assignment partner. Rinaldi was wearing a tight-fitting top and jeans with a tiger-printed bangle on her left hand and Krishna was wearing an embroidered balloon top and denim with a bangle-type bracelet with hanging chain on her wrist. I welcomed them with a glass of water. As they were gulping I was standing there holding my tray tightly against my chest. Rinaldi was shuffling through the papers and Krishna was setting the video camera to get a perfect shot and frame. She gave us a rolling sign and my heart started thumping through my chest. Rinaldi started questioning, so Miss Shahida, tell me about your story, what you experienced during riots. I was trying my best to pretend to be okay but my mind was brainstorming and those past flashes hurtled my words. Miss Shahida, she called my name to shake me up. She asked again but this time she changed her question, are you okay? I squeezed my hands tight on my lap and my eyes were trying to escape from an eye contact. She gave a sign to turn off the camera, as the camera shuts off she told me to just relax a bit. After I told her everything, what I had in my mind, they gave me some break and the entire hall was filled with a hollow silence as if everyone was in their own turmoil. Rinaldi stood against one of the wall. She was going through the pictures. Is that you? She broke the silence and continued, that pink frock and two braids. I just nodded. She sighed and approached me. Look, I know it's difficult for now, but you have to begin from somewhere. I also had gone through what you are facing right now. She continued after a deep halt, I also lost my loved ones in a terrorist attacks, those voices still rings in my ears and I always try to smile whenever those happy faces comes in my mind, and last but not the least, I also choose this assignment to overcome my past. She smiled, her eyes reflecting her something similar. Are you ready? She asked me before rolling the camera. Yes, I encouraged myself, sure, she double-checked. I nodded but this time with a thin smile which made her sure to begin. Seeing her, I decided to give myself at least a try. She continued from where we left. She again asked me about my story and my experience. That day I was very happy as I finally get to meet my family, away from long-time project, 9-to-5 job schedule. I began, while I was packing the scent of Ma's special biryani, Pinky's smile as she sees her new sharara and kurta which I packed specially for her, Ashfaq's loud shouting that echoes in our street while he play with his friends. My father cold but caring stare, I stuttered, these all things surrounded my mind which makes me even more happy and excited. Which made me sleepless, all those images were flashing in my mind but I tried to smile as she told me to do. As the clock ticked, a news were spread all over the news channel about riots in Shiv Vihar, my home. I rushed as soon as possible but the police stopped everyone blocking every route that entered in Shiv Vihar. After some past days I finally get to see them in a hospital. In front of me they were all injured brutally, those smiley lips seems lifeless, my voice became heavy just by the thought of it. Rinaldi reached my hands under the frame. Holding their cold hands I cried for a long time. My family was destroyed and my home was in ashes. The blood was all over the s. Một cách về nhà bạn phải bắt đầu từ đâu đó, một lời nhắc nhở đã được viết trên bàn làm việc của tôi. Đó là lý do tại sao tôi đồng ý gặp Mernali, một sinh viên báo chí và một người bạn chưa bao giờ gặp chúng tôi, chỉ biết rằng chúng tôi chỉ tồn tại thông qua mạng xã hội trước khi tất cả những điều đó xảy ra. Cô ấy muốn làm một bộ phim tài liệu về những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc bạo loạn Delhi gần đây. Đó là một ngày trong một tháng của tháng 11, mùa lễ hội ở Ấn Độ. Lịch của tất cả mọi người đều đầy những dấu đỏ nhưng của tôi với sự bổ nhiệm.
Cả xã hội tràn ngập hương thơm của các món ăn khác nhau và mỗi ngôi nhà được trang trí bằng hoa cúc vạn thọ, nhưng của tôi đã cằn cỗi với chỉ những bức ảnh nhà tôi bám vào một trong những bức tường trắng trống. Tôi đã sẵn sàng mặc một kurta đồng bằng trắng và một chiếc quần jean denim với cổ tay trần cũng như tai. Nhấm nhấp nước trái cây, tôi nhìn vào hình ảnh, những nụ cười đó làm tôi đau lòng. Tôi đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cho dù tôi đã sẵn sàng cho điều này hay không, cho dù tôi đã thực hiện một bước quyết liệt hoặc tôi chỉ bước về phía trước, một tiếng gõ cửa kéo tôi ra khỏi chăn của tôi. Tôi tiếp cận cánh cửa với các bước nhỏ, như mong đợi điều này là Mrunali và bạn của cô Krishna. Cô ấy nói với tôi rằng bạn cô ấy sẽ ở đó với tư cách là cộng sự nhiệm vụ của cô ấy. Mrunali mặc một đầu phù hợp chặt chẽ và quần jean với một chiếc vòng tay in hổ trên tay trái của cô, và Krishna đang mặc một đầu khinh khí cầu thêu và denim với một vòng đeo tay kiểu vòng đeo tay với chuỗi treo trên cổ tay của cô. Tôi chào đón họ với một ly nước. Khi họ đang nuốt, tôi đang đứng đó giữ khay của tôi chặt vào ngực tôi. Mrunali đã xáo trộn qua các tờ báo và Krishna đang thiết lập máy quay video để có được một bức ảnh và khung hình hoàn hảo. Cô ấy cho chúng tôi một dấu hiệu lăn và trái tim tôi bắt đầu đập vào ngực tôi. Mrunali bắt đầu đặt câu hỏi, nên cô Sahida kể cho tôi nghe về câu chuyện của bạn. Những gì bạn trải qua trong cuộc bạo loạn, tôi đã cố gắng hết sức để giả vờ là ổn, nhưng tâm trí của tôi đang động não và những nhấp nháy quá khứ đã cản trở lời nói của tôi. Cô Sahida, cô ấy gọi tên tôi để làm tôi rung động, cô ấy hỏi một lần nữa, nhưng lần này cô đã thay đổi câu hỏi của cô. Bạn có sao không? Tôi vắt chặt tay lên đùi và đôi mắt tôi đang cố gắng thoát khỏi sự tiếp xúc bằng mắt. Cô ấy đưa ra một dấu hiệu để tắt máy ảnh. Khi máy ảnh tắt, cô ấy bảo tôi chỉ cần thư giãn một chút. Sau khi tôi kể cho cô ấy mọi thứ, những gì tôi có trong tâm trí tôi, họ cho tôi nghỉ ngơi và toàn bộ hội trường tràn ngập một sự im lặng rỗng tuếch, như thể mọi người đang trong tình trạng hỗn loạn của chính họ. Mrunali đứng chống lại một trong những bức tường. Cô ấy đã xem qua những bức ảnh. Có phải anh không? Cô ấy đã phá vỡ sự im lặng và tiếp tục, con ếch màu hồng và hai sợi bện. Tôi chỉ gật đầu. Cô thở dài và tiếp cận tôi. Tôi biết bây giờ rất khó khăn, nhưng anh phải bắt đầu từ đâu đó. Tôi cũng đã trải qua những gì bạn đang phải đối mặt ngay bây giờ. Cô tiếp tục, sau một thời gian dừng lại sâu, tôi cũng mất đi người thân yêu của tôi trong một cuộc tấn công khủng bố. Những tiếng nói đó vẫn vang lên trong tai tôi và tôi luôn cố gắng mỉm cười bất cứ khi nào những gương mặt hạnh phúc xuất hiện trong tâm trí của tôi. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi cũng chọn nhiệm vụ này để vượt qua quá khứ của tôi. Cô mỉm cười, đôi mắt của cô phản ánh một cái gì đó tương tự của cô. Anh đã sẵn sàng chưa? Cô ấy hỏi tôi trước khi quay máy quay. Có, tôi khuyến khích bản thân mình, chắc chứ? Cô ấy kiểm tra lại. Tôi gật đầu, nhưng lần này với một nụ cười mỏng mà làm cho cô ấy chắc chắn sẽ bắt đầu. Nhìn thấy cô ấy, tôi quyết định cho bản thân mình ít nhất một thử. Cô tiếp tục form nơi chúng tôi rời đi. Cô lại hỏi tôi về câu chuyện và kinh nghiệm của tôi. Ngày hôm đó tôi rất hạnh phúc khi cuối cùng tôi cũng được gặp gia đình mình. Xa khỏi dự án lâu dài, lịch làm việc từ 9 đến 5 giờ. Tôi đã bắt đầu, trong khi tôi đang đóng gói mùi hương của biryani đặc biệt của Ma, nụ cười của Pinky khi cô nhìn thấy Sarara và Kurta mới của cô mà tôi đóng gói đặc biệt cho cô ấy. Esfahak la hét vang lên trên đường phố của chúng tôi trong khi anh ấy chơi với bạn bè của mình. Cha tôi lạnh lùng nhưng chăm sóc nhìn chằm, tôi nói lắp. Tất cả những điều này bao quanh tâm trí tôi làm cho tôi hạnh phúc và phấn khích hơn. Điều đó làm cho tôi không ngủ, tất cả những hình ảnh đang nhấp nháy trong tâm trí của tôi, nhưng tôi đã cố gắng để mỉm cười như cô ấy nói với tôi để làm. Khi đồng hồ đánh dấu một tin tức đã được lan truyền khắp các kênh tin tức về bạo loạn trong Sipviha, nhà tôi. Tôi vội vã càng sớm càng tốt, nhưng cảnh sát ngăn chặn tất cả mọi người, chặn tất cả các tuyến đường mà vào trong Sipviha. Sau vài ngày qua, cuối cùng tôi cũng được gặp họ trong bệnh viện. Trước mặt tôi, tất cả họ đều bị thương một cách tàn bạo, đôi môi cười đó dường như không còn sống được, giọng nói của tôi trở nên nặng nề chỉ bởi suy nghĩ về nó. Mrunali chạm tay tôi dưới khung hình, tay lạnh lùng của họ, tôi đã khóc trong một thời gian dài. Gia đình tôi đã bị phá hủy và nhà tôi bị cho tàn. Máu là...